xe đây không? Rồi em chạy ra trước đi. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel game offline của mình. Video này thì chúng ta sẽ chơi tiếp tục cái game The Forest với xì chum với mà nhân CT nhanh chim to. Hay lắm. Còn gì nữa, lâu lâu phải đổi đổi lên các bạn. Rồi được rồi, video này thì chúng ta sẽ tập trung chơi tiếp. Cái này là tiếp cái phần hồi nãy thôi, do là mình phải nghỉ ngơi chốc lát, nhưng mà dồn hết nội lực để mà làm tiếp cái video này cho các bạn xem. Quay nó tấn công rồi, xì chum ơi, xì chum. Đâu? Kè kè kè, nó dính bẫy lum nha kìa. Ý, hình như anh thấy trên trên trời ơi, xì chum nó dính một lượt ba thằng luôn nè. Đâu 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 đâu. Nè em lên đây coi nè. Rồi rồi, nó té luôn rồi. Trời ơi, nó dính một chùm một ba thằng luôn kìa, các bạn thấy chưa? Kìa. Leader phay ba sát đi ra ngoài này nè. Yeah, đấy quăng ra đó đi. Rồi cái này là mình làm y gan nhà mồ ba chút luôn nè. Không biết là có ông nào xem video này, em nào xem biết nhà mồ ba chút không ạ? Em biết không chị Trâm? Dạ không. Không hả? Không. Gì vậy, nhà mồ ba chút mà em không biết hả? Không anh ơi, ba chút là cái gì vậy? Cái nhà mồ đó là cái gì nè, mấy cái bọn diệt chủng Pol Pot nó xuống nó giết cái gì nè, nó giết mấy cái người dân ở miền Nam mình á, trên tỉnh biên. Pol Pot hả? Ừ, mấy thằng Khmer đỏ á. À trên khu ba chút vậy. Bây giờ nó còn mấy cái gì nè, mấy cái nhà mồ tưởng niệm đó, xác với sọ đầu một đống luôn. Ủa sọ đầu với xương chứ chắc như núi vậy. Vô đây nhân đâu rồi nhân? Đang bắn rồi nè. Đang nghiên cứu rồi. Không, đang bắn. Quay quay quay, nó tới đó nha. Con thằng à, em bắn nó từ xa cái nó biết được chỗ mình bắn, nó chạy qua. Dạ, kìa nó phóng qua luôn kìa, hay gì mày. Ai da bắn hụt. Bây giờ nó bay như đời tới gì? Mày ngu. Mày ngay cái bụng. Mày. Trời nó trâu cái gì? Trời nó phóng kìa. Đi được phay mà. Bây giờ bắn hụt. Trời bắn xiên lỗ tai nó luôn kìa. Thấy ghê không? Chỉnh gì thôi chứ. Bắn chỉnh gì thôi chứ. Rồi rồi, ở ngoài phía trước này chúng ta có xây thêm một cái dàn bẫy nữa nè các bạn thấy không? Nãy giờ mình với em xì chum ngồi đang thiết kế đó, đang xây thêm một cái dàn bẫy đây nữa. Nè 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 nè. Em đem gỗ ra. Đừng quên. Chờ nào nó mới xuất hiện boss nha. Nãy có xuất hiện chưa? Nãy xuất hiện cái con nhiều tay. Đi vừa hai cái bẫy nó đập rồi chích ngắt nhỏ. Chứ hiện gọi là hết rồi. Mày bò đâu vậy? Mày bò đi đâu vậy? Chán sống hả bò? Dám xâm phạm vào lãnh địa của anh. Chết chưa? À, mình lại đây mình nướng thịt đó. Rồi, hai em đói chưa? Rồi, chưa. Đập. Đói vào đây ăn. Nhà đồ ăn thì đầy, lo gì. Thôi ăn thịt này ngon hơn đâu ơi. Mình thích ăn đồ ăn nóng hơn là ăn mấy cái trái blueberry các bạn. Mấy trái đó chỉ dùng để ăn giải khát chứ mà xả chết thì được. Có nấm nè, nấm kim châm với nấm kim chi nè, ăn không? Ôi. Hay chưa? Chết mày chưa? Nhắm cả buổi trời mà bắn mới trúng. Vãi cái hồ. Trời, xây cái bàn rồi mỗi lần ăn cực như trâu, như phải khòm 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 xuống khó chịu vãi. Ai xây? Cái đó ai xây nè? Đó là sáng kiến của xì chum ra nhưng mà anh xây. Ê, nó tấn công nữa rồi, xì chum ơi.
lỡ có bước qua đó mày nữa, sao? mày thôi sao nãy giờ nó vô đông gì mày té té mới té. Mới bắt đầu video vô là nó đông lắm, mới bắt đầu của hành trình của mình lúc mà anh vô cái sale là bắt đầu nó đông lắm, là khoảng chừng qua một ngày trong game là nó hết, nó bớt đông lại. Qua trên ghế lắc đầu lắc cái đầu mày chứ lắc mày vô đây nó lắc cái đầu để cho sạch gầu ngu người trời kìa, các bạn xem nó bị đè kìa, tội nghiệp không, ngu người không ai đây, tao chắc mày lên đây thành như một cái núi luôn. Em đang đẩy gỗ ra hay giờ kỳ nhông. Chết cho em. Đủ hết chưa? Quen biển còn cái thiếu một cái. Nguyên cái giạc bẫy này là nó dày đặc luôn á các bạn. Còn thiếu một cây nữa em ơi. Con này boss nào mà vô được. Anh nói thiệt. Có boss người. Boss người đang đứng trong luôn anh. Không có cái không có cái con mà nhiều chân nhiều tay hôm bữa ha, cái con. Nãy giờ không có thấy cái con nhiều chân nó chạy ra ha. Con boss nhiều chân ít khi nào đi ngoài đường lắm anh. Nhưng mà anh thấy như cái đợt tấn công nào mà con boss nhiều chân đi chung với mấy con đó, đó mới là đợt tấn công lớn á. Tại vì con nhiều chân nó thường đi chung với mấy con nhỏ, mấy con. Cái bản game này nó không có cái chế độ mà dạng mà phòng thủ mà nó ra mỗi ngày một nhiều hết á. Có, cái đó là cái bản mod của mấy thằng chạy code á, hổm em đưa anh cái link coi đó. Nhưng mà đâu có chơi chung được đâu. Được, cái đó chơi chung được. Nhưng mà quay trọng tải được không? Nó không có chia sẻ. Không tải được cũng như không. Tại nó là hàng nhà làm game á. Phải cái tải được mà... cái chế độ phòng thủ đó là ngon luôn các bạn. Cái thằng mà em đưa anh cái link đó là nó là cái thằng mà gọi là nhà làm game. Phải rồi. À đúng rồi, nó... quên đó, nhắc cái vụ nhà làm game mới nhớ nữa. Em biết cái con min, fan min ở trong mà bản gì là bản game Dead by Daylight phải không chị Dung? Con mà anh hay chơi á. Em biết. Nghe không? Rồi nghe sao? Em gu gì? Cái bộ đồ màu vàng đó em biết giá bao nhiêu không? Bao nhiêu? $300. Đấy, đâu có rẻ rúng gì đâu. Mắc dữ dằn luôn á, nhưng mà cái bộ đồ đó là độc quyền dành cho người Trung Quốc. Người Trung Quốc mới có được cái mã code đó. Mà độc quyền hiếm lắm. Lại cái Trung Quốc. Bạn nào coi cái khúc này là có thêm một kiến thức nữa ha. Ủa, nhưng mà anh cái... nói chuyện với nó hồi nào? Cái con fanmin anh lên trên mạng anh tìm hiểu. Anh coi cái bộ đồ đó nó kêu bản gì Golden fanmin kin á. Anh search vậy đó là ra. Là cái bộ đồ đó nó kêu bản gì ngày hôm qua là gì. Cái tên dài lắm. Nhưng mà cái bộ đồ đó là cực kỳ hiếm và chỉ dành cho người Trung Quốc thôi. Wow, không biệt gì ta. Hiếm lắm, hiếm dữ dằn luôn á, nói chung là cái kia nó cực kỳ hiếm luôn. Và giá khởi điểm của nó là $300. À, em hiểu sao không có ra nhiều boss rồi. Cái bảy vụ boss lớn mình mất rồi. Đâu còn boss nó ra nữa đâu. Vậy làm cái bảy đi, làm cái bảy lớn đi. Anh nhớ cái cây vụ boss không? Cái này nè, hởm anh đốt cái này lên nè, bởi vì boss nó ra mấy đợt để luôn boss, đó. Boss nó phá rồi. Đốt nhiều lên, đốt nhiều lên. Làm nhiều nhiều cái cây đó. Sát nhóc chơi mà. Ủa sát hôm nay em thiêu hết rồi hả? Em mới thiêu hết rồi. Phải tèo. Mình đâu có cần xương nữa đâu. Ôi trời ơi. Một lát nữa là nhớ chừa lại nha. Dạ. Ôi, đừng ngu. Đó, thấy cái đó là hết giải rồi. Hết giải hả? Nè, anh cho nè. Đây. Mà đúng là cái mình nhìn cái bộ đồ của cái con fan min màu vàng đó nhìn khoái thiệt chứ. Con
nó có gì hot. Giá 300 đô là lúc đó thôi nha. Bây giờ đâu anh đọc cái comment của ông kia là giá tới 5.000 nữa. Nghĩ sao mà bỏ ra 5.000 đô la để mua cái skin đó. Điên điên gì đâu. Không thể nào tin được. Nè anh Thương. À dạ. Kìa anh phá nữa. Đó, cái này là rớt lên đầu cái tội là chém gió bậy bạ nè. Nè Thương lấy giải nè, lấy nè. Đâu. Mà đúng là có nó có để 5.000 thì các bạn, nhưng mà mình không tin được. Nó làm gì cái skin như vậy mà bán 5.000 đúng không? Trời ơi. Anh thấy ở trong Battleground thì cái quần cái váy thôi nó bán mấy trăm đô rồi. Rồi cái khăn bịt mặt thôi nó bán cả ngàn đô. Rồi bán mắc quá trời. Nhưng mà đúng là bên Dead by Daylight mà nếu mà cái code đó mà bán cái chừng vài chục đô thì anh mua được cái bộ đồ con Femin á. Nhưng mà cái đó để làm cái đồ màu vàng vài chục đô anh mua được, ví dụ như khoảng chừng 30-40 đô là anh sẵn sàng anh bỏ tiền ra mua tại nó quá đẹp. Tác dụng đó là gì? Chỉ đẹp. Nó đẹp. À, chỉ easy là nó đẹp thôi. Ờ thì thật ra em chơi game mà khi mà nó đẹp hoặc là gì đó em cảm giác nó tự tin nó phê. Em đi vệ sinh cái đó. Phải đang làm clip. Đính lại đi. Nước vỡ bờ. Lắc trên luôn các bạn. Thì biết tức nước vỡ bờ mà. Không, ví dụ như là cái skin mà áo vàng đó nó bán cái chừng 30-40 đô thì mình sẵn sàng mình mua. Nó bán gì mắc quá trời. Skin hiếm mà. Golden gì anh? Cái gì? Golden Fed, Golden Skin hả? Em đã search Golden Fed Min Dead by Daylight là nó ra. Cái bản đó là dành cho người Trung Quốc. Cái skin đó. Nhưng mà hiếm lắm. Nói dành cho người Trung Quốc thôi nhưng mà cái ông đó chắc cũng dạng hiếm á. À. Thấy giờ. Thấy rồi. Wow. Ờ đúng là có chữ Trung Quốc phía sau nè. Wow, cái skin đó. Đồ đen nhưng mà mới có mấy cái sọc vàng vàng đúng không? Ờ. Thì nó y gan cái bộ đồ anh đang mặc kia đó nhưng mà cái ấy của nó màu vàng. Ờ mấy cái nhưng mà đúng là nó vàng. Chỉ đổi cái màu thôi mà nó mắc thấy ghê không. Trời tự nhiên vô đây đốt cái bếp lửa đúng là anh đang chém gió với em hồi anh hết biết gì luôn. Ồ hết gỗ rồi. Mình tính vô lấy gỗ các bạn. Đang đem ra làm bẫy tiếp mà hết gỗ luôn rồi. Cái game này không tập trung thì hồi coi như sắp mặt. Không biết. Thấy giờ thấy đẹp không? Ui. Nó chỉ khác có cái màu thôi đó mà nó bán mắt cái gì đó. Cái mắt của nó là do nó hiếm. Cái bộ tộc này là bộ tộc gì đây ta? Bộ tộc nào nó da xanh phải không? Không phải, cái thằng này nhìn nó giống như xương sẩu vậy. Quá trời, bây giờ hình. Xương nó nhiều quá trời nhiều. Rồi, full giáp luôn hả các bạn. Nãy giờ anh có bỏ lỡ gì vậy? Khỏe chưa? Hả? Khỏe chưa? Thấy nhẹ người vãi luôn. À, mình quên, mình tính vô lấy stick nữa, hết stick rồi. Đặt ở đâu, ở đây. Đâu stick đâu để em vô đưa nè, đừng có vô nhà. À, vô đây nè, để stick vô, hết gỗ nữa. Mới có cái bản hack nào lấy gỗ được cho nó khỏe, mỗi lần đi cưa cây mệt thấy bà. Nhớ như là có. Có, đúng rồi anh nhắc. Cái bản hack lấy gỗ mới nhớ, có. Để đi tìm. Anh Phương chui có dây thì nó treo anh Phương lên không ta? Không, không mình treo. Nó không có treo. Đi ngang thì giật máu à. Kiểu như nó giật bây nhảy giờ, rồi. Bây giờ ngồi để boss đúng không? Bây giờ đợi mấy người... Đốt cái đó lên chưa? Đốt lên mới ra boss nha. Là vì phải đợi mấy hộ dân nó tới mới có mấy kia được chứ. Ủa mà chưa bỏ gì tiết không? Chạy vòng nãy giờ. Ở đây còn cái trang trí gì nữa được nữa không ta? Thấy vậy là khá ấm cúng rồi các bạn. Ở trong nhà, cái khu nhà đi ra thì thấy khá ấm cúng rồi đó. Còn có gì nhiều bạn kêu là anh ơi xây cái gì nè, cái trụ đặng chúng ta đu dây từ đây qua bên cái rừng. Ý tưởng đó không khả thi các bạn. Tại vì không thực hiện được đúng không chị Nhân? Thì cái trụ đó. Trụ nào? Cái trụ thì chung xây đó. Nhưng mà
Tốn hơi bị nhiều gỗ để xây luôn. Đâu có chỗ nào đâu thì xây luôn đi. Để chúng ta đu dây từ bên nhà chúng ta qua bên cái gừng cây được không? Từ bên nhà qua rừng cây được nhưng mà tốn gỗ lắm. Tốn mấy 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 ấy lần. Em nghĩ chắc cũng cả trăm gỗ á. Chắc cũng Tại mấy chục xe thôi vậy. nghĩ chắc là vậy, nhưng mà phải quanh bạc nguyên cái rừng luôn. Xây cái đó thì xây được rồi, cái đó không có khó à. Muốn xây thì đây, để em lên nhà em xây. Vậy xây đi, xây cái cọng dây đó để đu qua từ nhà mình qua tới cái gừng cây luôn. Không, em nghĩ có trò này vui hơn nè. Thay vì xây cái đó qua tới bên cái cây đó thì mình xây cái trụ rồi xây một cái kiểu như là cái miếng cây á, cái miếng cây ở bên cái gừng cây đó, rồi mình xây một cái, nó có cái cầu bắc bắc cái cầu từ đây qua tới đó. Bắt cầu đi bộ hả? Ừ. Trời đã đi bộ là biến chết. Anh thích đu dây nè, đu một cái S, cái từ bên đây bên đó mình đu qua đây luôn, cái từ bên đây mình đu ngược về, nó thấy sướng không? Thì tại anh làm biến nên nó suy nghĩ gì thôi. Ờ, nhưng mà mấy em chắc cũng thích nên đó mới kêu mình làm gì đúng không? Giờ đi cầu đi bộ đi thấy bà mệt thì chết. Giờ đó một trụ là tốn 27 gỗ mà cần xây lên là 5 trụ. Mày không ai sắp Một mặt trụ mày hai chưa? em cứ ơi một trụ 24 gỗ xây 5 trụ. Đâu? Một Thiết trụ kế. 27 gỗ xây 5 trụ, nhưng mà phải xây từng trụ trước mới xây tiếp mấy trụ kia lên được. Ý Đâu là thiết xây kế tầm đây? lên đó. Vãi gì mà xây cái đó tốn chứ gì? Thì 5 trụ thì như là 135 gỗ. Đây, một trụ. Chỗ này hả? Ừ. Xây chết luôn. Trời ơi, xây cái này chắc sắp mặt quá. 27 gỗ một lần. Sắp mặt thiệt á. Trời ơi, xây này tốn lắm mà thôi dẹp 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 dẹp. 135 gỗ. Nhưng mà thấy cũng dễ mà, 135 gỗ thì cần chừng chục xe. Ra quanh tạc nát cái gừng luôn. Thôi, ý tưởng nó không khả thi đâu. Tại vì khi mà em xây được cái trụ đu từ đó qua bên đây đúng không? Thì cái gừng nó cũng hết gừng bà nó, hết cây. Ờ à, trời, nó kéo xuống nguyên một băng kìa. Kìa kìa, chấm chấm chấm. Đâu 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 đâu, Kìa em kìa kìa hai kìa. khúc này em đợi Qua con đây nào, qua bây đây giờ nào, qua đây nào. Khúc này thủ vô lá. Đợi Chủ nó con vô đó đây anh nào. lên bây giờ. Đó Mày đó ngu đó nè kìa. đó đó dính lên cây kìa. Bây Còn giờ đen còn đen kìa. anh muốn vụ vụ thổ dân phải không? Ừ. Muốn vụ Vô thổ dân đây. thì anh bây giờ anh chọn đi, thổ dân thường hay là thổ dân. Đúng rồi, vô đây. Đúng rồi, vô đây đúng rồi. Nó có hai loại để vụ thổ dân thường hay thổ dân mạnh. Thằng nào tới Ở cũng trời trời chết trời rồi. trời dạ, treo gì mà nó còn quýnh được kìa. Được, nó quýnh được. Quýnh được á, chọc vào đây, chọc vào Rồi. Mày mày chán sống rồi, để anh đây. để anh để anh cưa cái đầu nó kìa. Còn chết chắc gắt lại. kìa. Mũi mũi tên đầu nó nè. Kệ nó quánh kìa. Ây da, Kệ nó tán, kệ nó tán kìa. Mày. Hết Chán sống trò. hả mày? Nhưng mà nó Rồi, tán mình bưng mắc ba giáp. Ê, cái đạn nữa. kìa, cái đạn của nó kìa. Hay vậy? Ê, đừng 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 gỡ này xuống, đừng gỡ này xuống. Không, thằng kia có đèn mà, thằng này đâu có đèn đâu. Thằng này lấy xuống, Ờ, cắt cái thằng này này lấy gắn thằng xuống, kia. thằng này lấy xuống. Trường kia lại. Nè, qua xe cái trụ này nè, cái trụ này là vụ thổ dân thường nè. Đây. Cái bàn tay này là vụ thổ dân thường nè. Wow. Cái ba cái vạt bẫy này thấy anh xây hợp lý không chị Dung? Được không? Dính Hợp người lại lý. một hai thằng thôi không? Chặt 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 xác nó ra nha. Ok. Chặt chặt xác nó Chặt ra xác đi, nó ra đang làm cái ấy dụ mấy bot lại. Bỏ vô mấy cái đồ vụ đi. Em để đi cứu sòm lên mấy cái đồ vụ ra. Lâu lắm rồi mới chặt xác kìa mà. Liên hoàn thịt thịt thịt. Trời ơi, cái giò nó văng lên trời kìa, what the fuck. Cái lớn nhất là dành cho vũ boss, còn mấy cái này là dành ba cho cái tay vũ nữa. quái nhỏ. Ba ê, bên đây nè, 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 bên đây nè anh ơi. Đâu? Bên đây nè, bên đây Ba còn cái thứ lớn. ba cái tay nữa. Làm cái lớn trước đi. Làm cái Cái lớn đi, lớn vụ mấy boss đi, khủng là cho nó đã, đốt lửa lên em. Không mà không mà phải chị phải làm cái nhỏ trước mới đúng chứ. Nổi lửa lên. Đấy. Chúng ta đốt lửa lên các bạn. Chơi buổi tối thì nó hơi tối thiệt, nhưng mà buổi tối boss nó mới nhiều. Vậy chúng ta đốt lửa lên cho nó ấm cúng.
Mình nghĩ là bữa tối đây chắc nó cũng không tối lắm đâu. Đó. Sáng là được không? Không anh. Em thiết kế cái gì nè, cái chỗ để mà che lại cái bàn này nha. Cái chỗ để mà che cái bàn này lại nè, lỡ trời mưa chúng ta vô trong đây chúng ta trú được. Xây bự bự đi. Ở chỗ này giống như là một cái nhà luôn đi các bạn, cho nó ấm cúng. À, ý anh nói là muốn xây theo kiểu như cái nhà vậy. Ờ. Ừ. Thì nói gì đi để em biết em làm cho nó dễ. Sao mà cái mic em nhỏ xíu gì, càng càng nói càng nhỏ gì vậy tèo vậy? À, không, tại em nói nhỏ thôi chứ em la lớn thì nó cũng lớn. Nói lớn lớn lên. Nam nhi gì nói chuyện như là nghe phụ nữ. Rồi anh đi xây mấy cái đèn đi, em vẽ mấy cái đèn rồi đó, mấy cái đèn giúp trời sáng. Tôi xây mấy cái đèn đi thôi. Hết mấy cái sọ đầu rồi. Thì cứ bỏ được cái gì, bỏ cây gì đó, bỏ bờ hai xương nó bỏ vô. Cái này thì kiếm mấy hồi. Rồi đó. Cái quan trọng là sáp nó hơi khó kiếm hơn nên là ưu tiên là em đặt sáp trước. Hết stick rồi. Em thoát ra thoát vô đây đừng stick đi. Trong nhà stick một đống rồi. Để đi để em vô nhà em đẩy ra xe stick. Để cái vỗ cái vỏ ngoài này nè. Bây giờ chúng ta đón boss lại thôi các bạn. Chơi theo kiểu này, dụ làm thế nào để dụ boss nhiều nhiều lại đi quê. Chơi theo kiểu phòng thủ đi cho đã. Dụ nó lại càng đông càng tốt. Bên đốt thêm vài cái bếp lửa ngoài này. Anh Phương ơi, làm cái nền này đi anh Phương, tốn 12 cây để làm cái nền này. Nền gì? Cái nền trong đây nè. Thôi 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 thôi. Đừng có xây vậy, em chỉ xây cái máy thôi, anh chỉ muốn là cái máy thôi. Cái máy ở trên. Cái này được cái máy chứ. Thôi gì nó xây không đẹp đâu, thích, anh thích ở nhà đất gì à, xây cái máy giống như cái gì nè. Giống như cái lò quả thiêu á. Hiểu không? Chúng ta ở trên cát gì nó mới phê, tại vì mình có nhà trong kia rồi. Đúng rồi. Hiểu chưa, hiểu chưa? Lấy cái độ cao để đứng lên luôn không? Hay là... Cho nó cao lên một chút, cao bằng bằng cái này nè, hiểu không? Giống như là chúng ta sống ở dưới gầm cầu vậy đó. Gầm cầu. À đấy. Đúng không? Che cái máy qua lần trời mưa chúng ta vô đây chúng ta đứng. Đó, không bị mưa. Không hiểu à. Nói tiếng Việt không hiểu rồi, để nói tiếng Anh. Mới đi học nha. Ông cũng giờ. Ừ, cao lên chút nữa. Cao lên, cao lên, cao lên. Cao lên rồi sao làm cái đèn treo trần được, cái đèn treo trần nó sáng hết. Dạ gì phát mà và làm qua đây luôn, làm qua đây luôn, làm xích qua đây chút nữa cho nó giáp giáp gần gần qua cái cầu thang luôn. Thôi em đang cố gắng tiết kiệm gỗ á, làm xích qua đây chút nữa, làm gì thì nó ấy quá, làm thêm một bệ bên đây nữa. Rồi bây giờ sao là anh muốn cho nó xéo hả? Tại vì nếu mà làm cái này là cái ở bên trong cái chân đó là mình không có đứng được. Cái gì? Bên trong cái chân á mình sẽ không đứng được. Sao? Hả? Lưu đất mà. Cái đó là cái nào đâu? À, bây giờ anh muốn làm cỡ này đúng không? Ừ. Nhưng mà nếu mà cỡ này là mình sẽ không đi ngang đây được nha. Ủa không đi ngang được hả? Không. Vậy thôi làm vừa vừa thôi, làm y ngang cấp nãy cũng được nữa. Phải. Không, mình tính là cho nó chỉ là nó có cái gì nè, có cái máy trên che là cho nó ấm cúng, các bạn nhìn nó ấm mà nó bị che gì không im. Mà anh phải có ý kiến chứ. Thì ý kiến nhưng mà em cũng góp ý chứ, góp ý cho anh hiểu được cái vấn đề nó là cái gì. Sao mang boss nó không lại ta?
còn Anh thiếu đốt đi, chín cái đầu anh nữa chị cho mày đốt nhiều cái gì. lớn chưa? Phải đốt cái lớn lên boss nó mới lợi. Ok, để em tới chín cái đầu lận, thiếu tới chín cái đầu lận. lấy cái đầu anh ra lấy cái rồi, đầu đi ra. ăn hết rồi. Rồi cỡ này là được rồi nè, 17 gỗ, Nhiều 17 gỗ rồi, ok, làm đi ơi gì em cũng được khóc rồi. khóc ra vô lại để lấy mấy cái đầu sọ với lấy đồ. Cái này để trời sáng mới được hả mày, hết gỗ à. Gỗ trong nhà còn anh, trong nhà như còn cũng được mười mấy gỗ á, Còn đâu thì chụp gỗ hôm nay lấy hết rồi gỗ trong nhà nó dự trù cũng còn mười mấy gỗ mà, không không hết đâu, gì còn mười không mấy gỗ luôn, không không hết gỗ đâu, vẫn còn á. nhớ như cũng còn mười Còn ba đúng gỗ, rồi, còn tới mười mấy gỗ lận. còn 20 gỗ, Ừ đúng rồi, còn tới 20 gỗ lận, 20 á đúng rồi á, 20 cái con khỉ á. hai con khỉ á, Còn 20 mà, không tôi đẩy xe ra cho anh coi, còn 20. hai con Ừ, đúng khỉ rồi, mới con khỉ á. nè, ở ngoài kìa, đâu phải trong nhà đâu, hồi nãy em đem ra ngoài hết Đâu? thì đó trước mặt anh đấy, đi ra coi nè, đó một đống gỗ đó, bỏ À, lên, anh để ngoài này nè, hèn chi. bỏ ra anh. Một xe được 11 gỗ, anh cầm 2 gỗ nữa là 10 à, rồi chạy vô chạy ra 2 lần nữa. Đấy, nhớ em để dự trù cũng 20 gỗ mà. Rồi lắc chứ gì? Rồi quay Thì vô em rồi. thấy ra thấy vô để lấy tay chân với đầu mà. Chưa, hồi nãy em nhớ là em để nhiều lắm mà, đâu phải ít đâu. Thôi đây. Anh với chị Trâm cứ tưởng nó là em để. Tại vì em mới vừa để mới thoát ra không vô thấy còn nhanh vậy. Tưởng là nó ở trong Yeah. nhà. Trong nhà thì hết rồi, tại nãy lúc mà anh chuyển là em dự trù ở ngoài trước 20 rồi. 5 cây nữa. Gì 5 cây? 4 cây chứ sao 5 cây? 2 cây nữa. Em đem 2, anh đem 2 nữa là đúng rồi. Anh tính hay vãi chưởng. Bét tính. Rồi giờ này mở mắt hết lên nè các bạn ơi, phê quá. Đó. Đấy rồi đó. Tét đầu nhá cu. Rồi treo mấy cái đèn vô đi em ơi. Anh chặt mấy cái đầu mấy này ra phụ em chứ. Ok, để anh treo mấy cái đèn lên nè, anh chạy ra. Bó bó Lấy cái tới giờ, búa bó chặt tới nhanh giờ. hơn á chứ, lấy búa chặt nhanh hơn á. Búa chặt cái gì? Lấy cái búa chặt tay chân nó nhanh hơn á. 3 cái đầu nữa. Búa nào? Cái búa mặc định đó hả? Nó tới ngọn búa nào cũng được, miễn là cây búa là được. Chặt 2 nhát là ra rồi. Có đâu. Ủa sao cái đèn này chơi không được nha? Đèn nào? Để đi để em làm cho. Đèn nào anh? Cái đèn mà nhóc chân sau đầu nè. Treo đúng mới được. Vậy thôi là treo đi. Treo trên đây thòng xuống là im luôn á. Không chơi được phải không? Mình không nè, tại nó bị kẹt các bạn. À, phải xây bên hông gì hả? Không xây giữa bàn được Hai cái hai bên là được rồi. hả? Đấy, đấy, nghe tiếng gì chưa? Tại nó bị dướng cái bàn á nên không có xây được. Đợi bên kia tới để lấy mấy cái đầu, thiếu 3 cái đầu nữa. Cái này thì Trời cũng ơi, vậy mà ổn. còn thiếu xương nữa phải tao. Đừng chạy vô chạy ra lấy anh, để em thoát cho. Xương trong nhà để làm giáp thôi. Để em thoát cho nó nhanh. Đi Hèn ở chi ngoài lúc nào mình làm mình quay video cũng bị lắc. Mấy thanh niên này thay phiên nhau thoát ra thoát vô. Bởi vì mình nói là tại sao nó cứ bị lắc hoài. rồi đó Không, trong khi đó cái máy tôi cũng rất là mạnh. Ra mấy ảnh thay đấy, phiên nha, tính mấy ảnh ra là thoát ra anh thoát xây cái vô. bàn này là chơi vô chui vô ngồi xong rồi kẹt đây luôn á. Cái Ra ghế đó quỷ nữa chui vô đi. ngồi, cái ghế đó chui vô ngồi là kẹt luôn á. Ý Nhưng tưởng mà của giờ chị Trâm đó. có quỷ là quỷ cái bàn á, tại vì cái bàn không cần tới luôn á. Như quỷ Cái đi, bàn tính là để cái bàn vô nó đẹp. Thôi kệ đi, để cái bàn vô nó đẹp đi, để cái bếp lửa ra ngoài. Sao quỷ cái bạn qua nè.
Không, em không có quỷ đâu, nhưng mà em sẽ làm lại cái bàn nó đẹp hơn tí. Để cái bàn vô cho nó đúng chắc thôi. Nè. Trời ơi. Cái bàn bự như người ta kìa ông ơi. Không thiết kế sao mà cái bàn thành còn có chút bét luôn. Chích luôn. Thì ra cũng là cái bàn. Nó chỉ để cái bàn trong mày được mà. Ê, nhưng mà xây cái này khổ rồi, xây cái... Cái gì vậy? Nó tới hay gì chị Trung? Đừng có. Boss hay gì? Chưa, chưa, không. Thiếu một cái đầu nữa. Mới làm xong cái chỗ, mấy cái chỗ tay là giờ dụ mấy con. Mấy con mà đeo mặt nạ. Mấy cái này dư thừa quăng bỏ kia đi. Tí nữa là mấy con đeo mặt nạ nó sẽ tới đó, đồng lên mấy. Đốt mấy cái trụ đó nhiều nhiều lên, vũ boss vô cho nó đã, tha hồ chúng ta thủ. Thiệt, nó đập nát luôn á anh. Boss tới một lần chừng 5 con là nó có cơ hội đập nát luôn á. Boss chỉ cần đập hai cái là nát á. Sức đánh của boss là hai cái là nát á. Nhưng mà đốt nhiều lên là boss càng lại càng nhiều phải không? Đúng. Thôi rồi rồi, thích rồi, mình thích rồi. Vậy đi, đang có cái chỗ để chơi để thủ rồi. Trời, cái ngu làm cái gì kìa. Ngu. Bắn mũi tên vô đầu, tạch. Ôi, trời sáng luôn rồi kìa. Đứng từ xa mà bắn vẫn dính vô đầu. Khè con khỉ chứ khè, đương viên vô đầu mày chứ khè. Nó tới rồi kìa, nó tới. Khè cái đầu mày chứ khè. Ủa, bắn viên vô đầu không chết luôn kìa. Ây da. Gà tới chơi mày luôn rồi mày. Mày khè cái đầu mày. Thoát ca thoát vô rồi nó gịch vãi tèo. Đợi kìa, em đốt rồi đó. Nãy giờ có ai thoát đâu anh. Này cái đít. Rồi bắt đầu boss lớn nó lại phải không? Đốt gì khi nào nó mới lại? Qua một đêm. Nhưng mà nhớ là chú ý là đừng có cho nó đập mấy cái này á. Boss nó chủ yếu nó bị thu hút bởi mấy cái này à. Cái này trước. Nhớ là xây nhiều, xây nhiều mấy cái sập lên anh. Khoan anh bị đói bụng. Có con thằng lằn này ai lượm đi. Đó bắt đầu nè, không mấy con nhiều, mấy con đeo mặt nạ lại không à. Hồi nãy em đốt. Em đốt cái kia trước bởi vì mấy con đeo mặt nạ lại không à. Nãy giờ là hết một đêm rồi. Bởi vì mấy con đeo mặt nạ nó lợi không à. Nãy là em đốt mấy cái nhiều tay trước nè. Là mấy cái nhiều tay là mấy cái này nè. Nè mấy cái nhiều tay bên này nè không. Bởi vì nãy giờ em đốt rồi đó. Đó mặt nạ lợi nữa kìa. Đông vãi luôn á, thích. Tập bắn cung. Yếu gì. No rồi, no rồi. Chạy đâu rồi. Chắc có 3 ngày mà nó cũng lại nữa hả. Lợi hết anh. Đốt cái này là thu hút nó à. Chỉ đơn giản là đốt là hú hút. Lợi đông lắm. Như làm vài cây đi quê, làm vài cây để hú hút boss nhiều nhiều lại cho đá mà. Nè qua đây đặt chặt tiếp đi, qua đây chặt tiếp đi. Em lụm nó vô trong rồi đó, chặt tiếp đi. Ây dạ. Kệ, lại chơi khôn. Mà để là... cái bẫy này xích ở trong được không? Để mấy cái văn giò này nè, xích vô trong đây chút. Lỡ làm rồi, giờ làm mấy cái này cho xong trước cái đi rồi hồi tí làm mấy cái ở trong nè. Làm ở trong này đi cho nó đừng có ấy cái bẫy của mình. Bẫy gì? Hả? Đúng rồi đó. Nè, không đừng làm đó. Ê, cái này là vụ boss thôi, đừng có cái vụ boss đừng cho vô trong. Nó đập nát hết đi. Chủ yếu nó quan trọng là cái đó à, nên là cái vụ boss chỉ vụ boss thôi. Chứ đừng có cho cái vụ boss vô trong. Ủa cái sao cho nó vô rồi. Nó dậm bẫy chứ. Không, nó không dậm đâu anh. Nó sẽ đập công trình để nó đi qua chứ không có dậm. Phải tèo gì. Ừ. Mấy cái bẫy này nó kích hoạt cho mấy con boss luôn mà. Biết là nó kích hoạt nhưng mà ý anh hiểu không, hiểu hả? Nó sẽ né nó đập. Nó đập để nó đi vô trong. Để nó tiếp cận được cái đó à. Cái quan trọng là nó tiếp cận cái đốt á. Nhưng mà mấy thủ dân thì nó sẽ đi. Thủ dân nó sẽ ngu hơn boss. Boss thì nó sẽ khác. Còn một cái tay với ba cái đầu nè. Ở đây vừa đủ ba cái đầu luôn. Giải thích gì cũng được hết các bạn. Không thôi là mình hỏi hoài luôn á. Đâu một tay ba cái đầu gì đâu. Đâu. Đó. Văng cái giò.
Đây. Đứng nhìn. Đứng nhìn. Để sau lưng anh có còn. Mấy cái này là đốt hoài còn hoài phải không? Như là tồn tại 3-4 ngày vậy á. Nó sẽ mất nhưng mà nó tồn tại khá là lâu. Ngu. Trời, nó có tay gì nè, tay nó có màu đỏ đỏ vậy nữa kìa. Thằng con bơm á anh. Tay đỏ là của mấy thằng mà đam cao á. Tới kìa, tới kìa. Bây giờ. Ngu người ngay đầu. Rồi nó treo toàn tay thằng lên kìa. Bây giờ có mấy thằng tay đỏ nó lại lúm cho game ơi. Bây giờ bắn như hạt tay đỏ. Ôi em nào bắn thấy ghê gì? Em cho một cái đi bụi liền. Kìa cho nó lắc nè anh ơi. Phải tay rồi cho. Nó lag kìa, nó lag kìa, nó lag kìa, hấp hối kìa anh. Nó hấp hối kìa. Một cái đầu nữa. Còn một cái đầu nữa. Đây nè, chặt ra. Nè. Rồi thấy rồi. Nếu bây giờ là anh cứ coi đi, nó sẽ tới liên tiếp hoài luôn, nó không có ngừng đâu. Chết chưa? Đó chết chưa? Chết rồi. Trời ơi, nhìn da, trời nhìn móng tay móng giò nó kìa các bạn. Kìa. Có cần làm cái custom không anh? Cái custom là gắn cái mình nó lên. Cái gì? Cái custom là gắn mình nó lên, gắn cái mình nó lên là nó sẽ thu hút là tất cả luôn. Con nào nó cũng thu hút hết. Nó hút bất kể cái gì luôn á. Gắn nhiều vô đi, chúng ta thủ vô nó đã. À quên, chỉ gắn được cái mình nè, phải chặt ra lấy cái mình. Cái mình tên gì? Cái mình của anh tới kìa bạn ơi. Custom effect này thôi. Ờ. Chạy lại đây. Xem nè, nó à, gặp nó sợ nó chạy. Ờ, à, tôi lần đầu tôi bắn xa tôi trúng nha. Ngu đó. Ngu người. Trời nhìn kìa, nhìn móng tay dài nữa kìa. Móng tay màu cam nó mới chịu mà mấy này điệu ghê quá. Đệ tử Reddy à. Đây đó hả? Kìa giống như xuyên đứng BBQ vậy ta, phải tèo vậy. Còn hơn nữa chùm. Đây nè anh, quay qua này coi xiên nè anh Phương, qua đây. Đâu? Xiên thịt vậy. Cái này là gắn auto nhưng mà phải biết cách gắn mới được. Thấy gì chứ nó cũng khó gắn vãi luôn anh. Sao gắn ta? Kìa xoay xoay các kiểu kìa. Sao gắn lên đây được, em không bỏ được. Nó tới cầm nữa kìa, lên. Nó tới nữa kìa. Phải cầm lên mới được, cầm trên tay mới được. Phải tèo. Ơi gắn nhớ xây xung quanh á chứ, nhớ xây xung quanh á. Vị trí. Con người. Trời ơi, cái tèo đống xác. Chỗ đống xác này gùi bu quá trời. Gắn như nào? Anh cầm cái đó trên tay xong rồi anh đi vòng cái trụ đó anh gắn. Không, cái xác, nguyên cái xác không được. Nếu mà nguyên cái xác chỉ lấy được cái mình thôi. Phải chặt ra lấy cái mình. Để coi. Giãn kìa rồi sao đốt. Cái đó đốt được mà khoan hết đốt. Cái đó khi nào có con nào lại hả đốt. Còn đốt lại rồi. Đốt lại rồi cho nó nhìn. Thì đốt cái đó rồi cho nó nhìn. Gắn vô đầu ơi làm. Làm phạt dạng tay. Thiên thủ quan âm nè. Gắn cái đầu được không? Được. Cái đầu gắn trên đỉnh đó, gắn dưới. Cái đầu là ưu tiên trên đỉnh. Đấy, gắn cái gắn nữa. Tùm lum tí la vậy kìa phải thật. Là tỏa sức sáng tạo nè. Thích gắn gì đâu gắn. Có nó xiên sò sò. Rồi đốt lên đi, bắt đầu đốt lên đi là bắt đầu nó bu lại đó. Từ từ, còn em còn gắn nữa mà từ. Bình tĩnh. Rồi đó anh đốt rồi đó. Cháy giờ. Từ cái đầu bình tĩnh anh ơi. Cháy giờ. Rồi. Đang cháy phải không?
Chỗ này kêu bằng cái gì vậy ông ơi? Qua đây cho cái vụ boss, cho cái vụ boss nằm bên này nè. Quái thú ngàn tay à. Nè 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 nè, anh đang cầm cái tay thêm cái tay nữa nè. Lên, rồi đứng đi, lên chụp một vô hình. Hello. Đứng em. Rồi đẹp trời. Khoan, lên chụp thêm cái nữa. Đó, rồi đẹp trời đó em. Nè, em đặt cái đầu nó vô người này thấy gớm quá nè. Nhìn như là cái thằng hack Jesu bạch Jesu vậy á. Bây giờ chúng ta chỉ việc là thủ thôi đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ anh muốn chơi theo kiểu này thì em chỉ anh cách chơi là vậy đó. Ngoài cái việc thủ ra là không có còn việc gì để làm đâu thiệt. Nó tấn công khỏi chơi luôn. Nhưng chứ bây giờ đi... chơi gì nữa, bây giờ hết ý tưởng rồi. Nếu mà bây giờ muốn đi ra khỏi nhà là phải đập hết cái này á. Tại vì nếu mà không đập để ở nhà là nó đập nhà. Mình không có nhà nhưng mà nó vẫn đập nhà được á. Thôi bây giờ sell lên cái đi cho chắc thôi. Trời, 40 phút rồi kìa, nhưng mà chưa thấy boss nữa. Rồi, em muốn cái con boss mà hồi lâu mình cứu nhỏ mà Timmy cơ. Không, con boss đó là từ con boss đó chỉ là em về nước, chỉ thấy nó được có một lần ở trong game thôi. Nó mà chạy ra ngoài đây là vui rồi. Mẹ nó dí. Có, nó ra được, có cái bản mod hack nó ra được. Hack ra chừng chục con cũng được. Trời ơi, nhìn gùi bu rồi ba, nhìn gùi bu rồi bá tao chứ. Rồi cái mấy cái mình nó ra ngoài đây. Quá trời bẫy luôn ha, bà nhìn bẫy nè. Mấy một hàng bẫy này mà nó vô được tới trong này luôn, nó cũng hay lắm. Chơi kiểu này nó mới vui chứ. Vậy là sao đêm nay là nó sẽ rất là im đúng không? Sao đêm nay hả? Em nghĩ là vậy. Không biết là im hay không, chứ thấy là chuẩn bị thủ đi. Thật khác bà nó hết rồi. Wow, những công trình rất là vĩ đại á. 7 bên đây thì nhà của chúng ta trong này à. Để mình coi mình xây thêm cái gì đi qua bên đây luôn. Xây cái gì? Cái cốt tùm này xây sao ạ? Cốt tùm gì? Cái cốt tùm gì anh? Cốt tùm... Làm sao để mà xây cái... Em muốn xây cái gì? À cái này nè. Xây cái đồ để mà nối từ cái máy này qua máy kia á. Này, giống như cái chỗ cái chân cầu thang của em vậy đó. Ừ, cái đó là cái gì? Nè, giống như chỗ này nè. Nè, giống như chỗ này bắt qua đi nè. À, cái đó hả? Ờ. Nó nằm ở cái phần nhà cây á. Nó tên là gì? Ở bên cái phần custom building trang thứ tư. Tree Builder. GBRIDRE. Nó kiểu như là một cái giỏng vậy, nhìn nó như cái giỏng vậy. Nhưng mà cái đó chỉ xe được cái trụ à. Những cái nào mà nó có cái mỏ neo á. Rồi sao? Nhấc vô được. Những cái nào nó có mỏ neo mới được. Đâu đâu em nói là cái nào đâu. Cái róc thì là chắc mình lấy lộn rồi đó. Nó nằm bên phần tree house á. Ở bên cái trang màu xanh custom building, nhưng mà nó nằm ở trang 4. Nó nằm ở góc phải ở dưới. Nó nhìn chi như cái hao hả? Ừ. Nó nhìn như cái giỏng vậy. Nhìn nhức đầu như vậy. Bây giờ anh nhìn lên trên cái phần như cái phần ở trên á, anh thấy không? Nhấp vô cái phần màu xanh nước biển. Nhấp vô phần màu xanh nước biển là sao ra cái phần mà cái chữ là custom building đúng không? Rồi. Rồi, anh kéo con chuột lên trên nhẹ từ từ thôi, qua tới số 4, nhấp chuột vô số 4. Rồi.
Rồi đó, là nằm bên góc dưới bên phải. Là cái chi Rie Ghe vậy đúng không? Ừ. Không. Nó đó. À, thì đúng rồi, cấp nãy mình chọn cái này là đúng rồi nè. Nhưng mà nó đâu có cho đặt đâu. Đặt cái gì anh? À, nó phải đặt vô cái mỏ neo gì đó hả? Đúng rồi, chỉ có những cái trụ nó mới có cái mỏ neo. Kìa, con cái... chim bị điên kìa anh ơi, chim bị điên kìa, bán đâu? Còn cái chỗ này không được phải không? Không. Chi thấy đỏ đỏ hoài bài nè. Ôi khục. Ủa bây giờ đợi tới trời tối mới boss nó mới xuất hiện hả? Mới nó mới xuất hiện mới thủ được hả? Tối nó mới xuất hiện. Rồi lâu vãi tẹo. Không có khi nào mà chọn slow mo được sao? Không. Rồi hết ý tưởng rồi, nhưng mà phê quá. Mấy phút rồi? Mai 4 mấy phút ạ. Thôi sao lại đi bơi mai chơi tiếp, phê phê quá. Ai vô thủ kìa, nó chạy lại kìa, có nào chạy lại kìa. Đâu nó đâu? Nó thấy từ xa. Gì vậy? Nó thanh niên đang đứng bắn đó. Chạy lộn chơi. Bắn gì vậy? Hả? Bắn gì đâu, tại dư đồ quá bắn chơi. Bơm bạc bơm đi. Được không? Chưa mua rồi. Ôi. Áo ai chứ? Anh Phương có cái, có cái áo khoác rồi cũng đẹp quá ha. Thôi anh bắn nào. Bắn cái gì? À, bắn cái chân cái tay nó bắn cái chân cái tay đúng chừng đá cái gậy gì nó vậy quách đại heo. Bây giờ bỏ giờ bỏ rồi chưa hả? Từ từ ra bỏ giờ bỏ cái thằng lăng cái này bắn nó đạp đạp vô. Ê chơi bơm chơi bơm chơi bơm bắn được phát ai bắn ai bỏ chơi bơm như vậy. Tên đi là chơi bỏ chơi bơm như vậy chứ phải em bỏ cái thằng lăng em bỏ dài nguyên cái khoảng trống lăng nguyên cái khoảng trống luôn rồi. Lao em bỏ của thằng lần ra lót lại cái xeo đi anh. Lót lại xeo là sắp mặt luôn, nãy giờ anh chưa xeo nữa đó. Nãy nghe nói mới xeo mà. Chưa anh chưa xeo. Đúng. Chơi gì nãy rồi, giờ chưa ra xeo. Rồi sửa lại cái bẫy đi. Làm lại cái bẫy chỗ này đi. Chỗ này mắc cái bẫy. Bỏ vô bắn. Phải cả lầy. Phá quá phá. Anh với ai cũng đứng bắn nhiệt tình. Anh ai kêu quăng bơm vô. Anh ta đang đứng ta tập bắn. Rồi, bỏ xây. Sửa cái bẫy lại. Xa ra chút. Bốn kỳ gỗ. Ê, ê, giờ em mới biết nè, coi. Coi nè. Coi nhà thấy kiếm nhật đúng không? Ừ. Coi nè, coi có chặt xuống đất nè, là. Lấy cái cản đục đất nè. Chiến u vãi tèo. Phải tèo vậy. Mấy chơi ngu cầm cái lưỡi dao chọc dưới. Có đâu tại nãy cưng bị cầm cây gậy á, chứ bình thường cầm kiếm nhật cái đâu có chọc thôi. Nè, chọc nè. Chọc ra mấy cục đá kìa. À, nhắc cầm cây gậy mới nhớ. Phương cái làm gì á? Cái game này nó có cái hư cấu nữa Phương. Lấy cây chọt chọt xuống đất nó ra mấy cái đồ á. Ra mấy cái đồng xu phải không? Kìa có đồng xu nữa kìa. Chọt. Nó ra đồng xu. Làm cái gì đó? Thôi chọi anh. À, anh làm gì vậy? Thời gian ngồi chơi trò gì vậy? Ủa em đang thọt cái đất mà làm gì vậy? Bắt hiếu. Bắt hiếu gì vậy? Giam gì vậy? Giam bắt hiếu với ngoài hả? Ngu nữa. Giam bắt hiếu với ngoài hả? Dạ mất hiếu với ngoài. Ê hư. Thôi đợi tối lâu quá thôi được rồi, bye bye tất cả các bạn nha. Mời chơi tiếp vui. Ê quá. Sell lên đi. Mất hai cái bẫy. Sửa lại mấy hồi. Làm lại mấy hồi. Ôi trời buồn ngủ quá. Trời ơi, ra chơi. Hỉ quá. Thôi, nghỉ đi. Phê quá, chơi game này tối phê chết luôn.
tìm được cái bán hắc mà bán hắc như quần. Không được. Rồi, bye bye tất cả các bạn. Đấy.